Nên trong Kinh Di Đà nói Khi Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm Câu này trong Kinh Di Đà Hầu như trong mỗi đoạn đều có Nhìn thấy chỗ dạy học của thế giới cực lạc Vô cùng trang nghiêm trang nghiêm này không phải do con người thiết kế người thiết kế không có tốt đẹp như vậy là tự nhiên vì sao như vậy nó là tự tánh biến hiện tự tánh chính là tốt đẹp như vậy bất luận biến ra sao Biến có nhiều hơn nữa Thì vẫn đẹp đẽ như nhau Nếu quý vị không tin Giống như ống dạng hoa này Trong này chỉ vài miếng nhỏ Màu sắc không giống nhau Bỏ vào trong đó Ba mảnh lưu ly Nếu bạn xoay chuyển Bất luận chuyển ra sao Thì đồ án ở trong đó Đều có quy củ Tuyệt đối không lộn đào. Ông dạng hoa này cũng có tánh đức chẳng lẽ tự tánh của chúng ta không bằng ống dạng hoa tôi nói với quý vị con người chúng ta con người là ai tạo tại sao trong đó khí quản là nhiều như vậy nó hoàn toàn không sai lạc mỗi cái đều có công năng của nó nó là một bộ cơ khí không phải nhân tạo đây là tự tánh Thân người của chúng ta tự nhiên Khi tạo nó hoàn bị như vậy Một chút khuyết điểm cũng không có Thế giới Tây Phương cực lạc y chánh trang Toàn là do tự tánh biến ra Chúng ta không nên hoài nghi Không nên suy nghĩ lung tung Vì chúng ta không thể nghĩ ra Chúng ta nghĩ là gì Toàn là vọng niệm vọng niệm làm sao có thể nghĩ ra được chân thật làm sao biết được chân thật buông bỏ dòng niệm chân thật sẽ hiện tiền chân thật không phải không thể biết có thể biết chúng ta tùy biết nhưng cũng nói không được việc này chỉ có người chứng mới biết được người xưa có một ví dụ như người uống nước nóng lạnh tự biết nước này là nóng hay lạnh nói với quý vị như thế nào đều không rõ nói không ra nhưng uống một hớp thì sẽ rõ ta uống một hớp cũng nói không ra bây giờ chúng ta nói nhiệt độ là bao nhiêu có thể tin tưởng chăng không tin tưởng được vì sao mỗi người cảm nhận không giống nhau có người ăn rất nóng nhưng anh ta cảm thấy ngon rất thích hợp với anh ta có người cho rằng quá nóng có người cho là vừa tốt mỗi người không giống nhau không có tiêu chuẩn nên các vị tông môn đại đức nói câu này rất hay Lạnh nóng tự biết Chính ta tự hiểu ừ. Giảng sanh luận Xưng cực lạc tam chủng trang nghiêm Ở trước đã nói qua Là Phật Bồ Tát Quốc Độ Xế, Xế luận tắc hữu nhị thập cửu chủng trang nghiêm Có 29 loại này Trong nguyên văn giảng sanh luận 29 loại đó chính là ba loại này triển khai ra quy nạp lại là ba loại này văn phồn bất dẫn xem giảng sanh luân sẽ viết chim bổn kinh viết nhất hướng chuyên chỉ trang nghiêm diệu độ câu này nói phật a di đà tại đây tu hành ngài xác thực nhất tâm nhất ý nhất hướng là một phương hướng một mục tiêu kiến tạo thế giới cực lạc cũng chính là kiến tạo chỗ tu học này Vì sao kiến tạo Giúp chúng sanh Có duyên sớm thành Phật Sớm ngày thành tựu Đây là Pháp Vô Thượng Bồ Đề Tâm Giúp người có duyên trong biến Pháp giới hư không giới như thế nào là người có duyên Có thể tin Có thể hiểu Có thể phát nguyện Có thể hành Như vậy là có duyên với Phật A-di-đà Ở trong một đời Thời gian dài ngắn Là do mỗi người a di đà phật nhất định kiếp dẫn họ à, nhất định quan nên họ một người cũng không xó so. có người sơ học hoài nghi Trước đây khi tôi ở Đài Trung học với Thầy Lý Có người bạn học hoài nghi Người trong mười phương thế giới rất nhiều Phật A-di-đà có thể nắm bắt hết sao Lỡ ngày quên tôi thì biết làm sao Quý vị nói Phật A Di Đà có quên không Bây giờ chúng ta biết sẽ không quên Vì sao Ý niệm chúng ta vừa nhất động Ở đây giống như điện đài vậy Luôn điện phát xạ qua Là chúng ta nhận được liền Thì làm sao mà nhầm lẫn được Cũng như di tính vậy trong hoàng nguyên quán chúng ta nhìn thấy đó là thật không phải giả ý niệm của tâm chúng ta còn vật chất của chúng ta vật chất là cơ thể này của chúng ta cơ thể này của ta cũng có dao động tế bào của cơ thể này mỗi tế bào nó đều đang đồng dao động này với ý niệm của chúng ta là nhất trí Ý niệm của chúng ta Nhất tâm chuyên chủ thế giới cực lạc Tế bào toàn thân đều chuyên chủ Mỗi tế bào Tế bào còn nói rất lớn Bây giờ giới khoa học nói gì Tiểu quan tử Chính là lượng tử Trong Phật Pháp gọi là di trần Mỗi hạt di trần Bồ Tát Di Lạc nói Rất rõ ràng Niệm niệm thành hình Hình ở đây là di trần Hình dài hữu thức Trong mỗi hạt di trần Đều có thọ tưởng hành thức Nên khi những thứ này dao động Thì con người chúng ta cơ khí rất lớn Một ý niệm của chúng ta dao động Thì tất cả cùng dao động Đều tập trung hướng đến một mục tiêu Một phương hướng Sức mạnh này rất lớn Phật A-di-đà có thể nhận được Năng lượng của Ngài không thể nghĩ bàn Năng lượng của Ngài là tự tánh viên mãn phát huy Năng lượng của chúng ta Có thể nói 99.9% Bị tập khí phiền não làm chướng ngại Nên nó không phát ra được